Ôi, chào mọi người đến với channel của Mộc nha. Thì hôm nay Mộc đang đi coi hàng nha mọi người. Bởi vì cái này là như là cái bộ thùng căm xe sư tử này. Bây giờ như ở khu làng nghề Mộc bây giờ nó hết rồi. Thì bây giờ khách đặt hàng nên Mộc đang đi kiếm ở các bạn hàng khác, nghĩa là ở các nhà khác ở khu làng nghề Mộc ấy. Thì Mộc kiếm để Mộc mua, để Mộc giao khách. Thì đây là cái bộ này là để... Bộ này để bao nhiêu năm rồi chú Thất? Bộ này chắc... chục năm rồi. Thì bộ thùng cam xe bộ thùng phải là từ 65. Bộ thùng này cam xe 6 năm rồi nha mọi người nha. Những cái bộ này thường ấy, như Mộc nói là đúng về đồ gỗ mà đồ mà hồi xưa ấy. Nghĩa là cái đồ gỗ mà mình làm đúng chất cây ấy, mình để Mộc ấy là mình để cả chục năm là chuyện bình thường. Mười năm là bình thường. Còn bộ này là để 6 năm rồi. Có bộ có đỏ lèo trong kia là để 10 năm rồi. Nghĩa là để Mộc chưa sơn nha mọi người. Thì Mộc sẽ quay cho mọi người coi nha. Tại vì bộ này là Mộc lấy về mà để Mộc sơn, Mộc giao khách. Bởi vì nhà Mộc hết hàng rồi. Ở vậy nhé mọi người nha. Chắc coi thử bộ này nha. Coi này. Đây cho mọi người coi này. Cái gỗ căm xe này. Đó. Cái bộ này là để rất là lâu rồi nha. Cái này căm xe này là căm xe Lào này. Bây giờ bình thường là nè, mọi người thấy để rất là lâu rồi. Đó. Mọi người thấy bụi đục ngầu không? Ở trên này cũng vậy à. Đó. 6 năm rồi. Đấy, cái, phần cái mặt ghế đó này thì nó bị bụi rồi, còn cái phần này nó úp lại nó không bị bụi rồi. Đấy, bộ này là gỗ căm xe Lào với cái mặt gõ đỏ Lào luôn. Đây cho mọi người coi này, cái gỗ căm xe à. Đúng rồi, nó đen thui lui à. Mọi người thấy không? Để lâu rồi nó đen thui lui lại. Đấy. Nghĩa là như Mộc nói là những cái hàng này mà hàng đã đúng chất cây rồi ấy, là mọi người sử dụng ấy 6-70 năm là chuyện bình thường nhá mọi người. À, các khớp ghép của nó à, nếu mà nó rẹn ấy, thì nó chỉ rẹn đấy, các khớp nối của nó thì nó sẽ rẹn này, nó chỉ rẹn sơ sơ thôi nè. Đấy mọi người thấy không? Đó. Và mua những cái bộ này đúng chất cây là mọi người sử dụng nó rất là ngon nhá mọi người. Đó. Rồi thấy là ở trong đây là rêu mạng nhện này, đóng đầy rồi, thấy không? Nhưng mà những cái mặt gỗ của nó là nó cũng không có sao đâu. Gỗ không có gì hết. Cái phần này thì nó cũng bị rạn này. Đấy. Nó rạn là cái khớp ghép của nó sẽ hở ra theo thời gian đó. Bởi vì bộ này là để 6 năm rồi. Đó, nhưng mà mấy cái phần này thì nó cũng không bị sao nè. Nên thường như Mộc nói là mấy cái hàng này đúng chất cây gỗ quý như gỗ căm xe hay là gỗ gõ đỏ nó rất là bền nha mọi người nha, chứ không phải là mấy cái hàng đều nha. Nhiều người gỗ căm xe sử dụng được 3-4 năm nó mọt cũ rồi. Bởi vì sao? Nó đâu phải là gỗ căm xe đâu, toàn là mấy cây gỗ dầu với gỗ đều, không người ta cứ nói là gỗ căm xe thôi. Chứ đúng chất mà mấy cái gỗ mà gỗ quý là mọi người sử dụng như Mộc nói là sử dụng 6-70 năm là chuyện rất bình thường luôn đấy. Còn đây là bộ gỗ đỏ Lào mặt bao lam này. Đấy, bộ này để cả 10 năm rồi mọi người thấy không? Gỗ đỏ Lào mà nó đen thui lui lại như gỗ căm xe luôn. Từ đầu là Mộc tưởng là gỗ căm xe nhưng mà thực ra không phải, nó là gỗ đỏ Lào. Cái vân của nó ấy. Tại vì chú để quăng đây lâu quá nên nó đen lại. Mọi người thấy à, cái tó này 10 năm trước mày đã đục được kiểu tó này rất là đẹp rồi. Đục bằng tay ấy, mọi người thấy bụi à. Ở những cái hàng mà như này là hàng tồn kho á, nhưng mà cái kỹ thuật người ta đóng tốt, với cả nét đóng người ta đóng các nét chạm đồ đẹp ấy, thì những cái hàng này ấy là nó rất là bền. Và mình mua được những cái bộ này ấy, mình sơn sửa lại là xài ngon lắm. Còn đây là kho hàng của cái chú này ở bên khu làng nghề Mộc nha. Nghĩa là khu làng nghề Mộc ấy là lấy hàng qua lại với nhau mọi người. Nhà này lấy hàng, mình thiếu hàng ấy thì mình qua bên nhà khác mình lấy. Nhưng mà khi mà Mộc lấy thì tất nhiên là những cái hàng nào chất lượng ấy, Mộc thấy chất lượng kỹ thuật đóng tốt hay là kiểu dáng ok thì Mộc mới lấy rồi. Kiểu như là chất lượng kiểu như ngang ngang với bên nhà Mộc ấy thì Mộc mới lấy. Đó. Chứ mình làm ẩu thì mất uy tín lắm.
Đấy, đúng chuẩn đồ gỗ nhá mọi người, là hàng mấy cái đồ gỗ quý ra xà lâu nhá. Đó, còn đây là mấy cái hàng nè, hàng tồn kho xong mấy cái hàng để lâu của người ta, nhiều khi là những bộ ghế để 5-6 năm mới bán được là chuyện bình thường luôn. Nhiều bộ như Mộc nói lúc ấy, bộ ấy để cả chục năm còn chưa bán được nha mọi người nhá. Mấy bộ này cũng để lâu rồi. Rồi vậy nha mọi người nha, cho mọi người coi, nói cho mọi người hiểu một phần về cách làm việc ở khu làng nghề Mộc. Đó. Nếu thấy clip của Mộc hay bạn có thể bấm đăng ký để theo dõi nha. Không hay thì cái bộ thùng căm xe kia nếu mà được ấy, thì mấy bữa nữa Mộc sơn thì Mộc sẽ quay cho mọi người coi cái hàng mà để lâu rồi thì nó sơn lên như thế nào nha. Nói chung là đã sơn lên này đẹp đẹp lắm. Những cái kiểu mà gỗ 5-6 năm trước ấy mà nó còn ấy là gỗ nó còn tốt. Và bây giờ thường mấy cái gỗ bây giờ như gỗ căm xe ở khu làng nghề Mộc bây giờ là như năm nay là như đa số là hết luôn. Hoặc là bởi vì cái cây của nó mua thì nó mắc quá, nếu mà mình làm thì nó lên giá thành cao á, khó bán. Và vậy nha mọi người nha. Chào mọi người.